vở như Hoàng Thùy Linh trả lời phỏng vấn mà như viết tập làm văn nộp cô giáo. Được hỏi về khả năng hát live, Hoàng Thùy Linh kể nguyên câu chuyện dưới mưa để khẳng định hát được. Em thấy giọng chị hay không ạ? Giọng chị lúc nào cũng hay. Đấy, em phải nói cho người ta biết. Chứ bây giờ chị sao tự nói về bản thân mình được? Bao nhiêu bài học từ tiền nhân rồi mình không có được nói về mình. Đấy, bây giờ chị kể cho em một câu chuyện như thế này thôi này. Chị có 2 đôi chân, may mắn rằng là bố mẹ chị sinh ra thì chị biết đi. Đấy, chị có thể đi được này. Thế ngày hôm đấy trời nó mưa, chị mới bước ra khỏi nhà, thấy có một đám người thì rất là đông. Thế mới thấy thì chị trượt chân chị ngã. Và họ bảo chị không biết đi. Thế còn ý kiến của em thì sao, chị có biết đi hay không? Đấy là câu trả lời cho câu chị có biết hát hay không. Thôi thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Muốn bảo vệ Hồ Hoài Anh nhưng chị càng nói càng làm dân tình nhớ lại drama cũ. Ca sĩ Hồ Hoài Anh sẽ đảm nhận vai trò gì trong concert của mình ạ? Cảm ơn. Nói thật là chị cũng đoán được em, chị đoán chắc chắn lúc này là em sẽ hỏi cái câu này. Cái cảm xúc cá nhân của chị thì chị không có thể nói được ở đây bởi vì đấy là không phải cảm xúc dành cho Vietnam Miss Concert. Đấy, bây giờ chị chỉ nói về cái câu chuyện là 2000 years later. Đời của chị đã đi qua và gặp rất nhiều người tốt lẫn không tốt. Mọi thứ vận hành trong cuộc đời này, con người có thể xấu đi, tệ đi, hoặc tốt lên đấy, là giữa tình người với nhau mà mình phải tìm hiểu kỹ, mình tìm hiểu như thế nào thì... 3000 years later. Mình chậm lại vài nhịp đi em, mình chậm lại vài nhịp đi, mình để cho người ta sống với em ha. Phóng viên hiện trường rén ngang vì Hoàng Thùy Linh đôi lúc hổ báo quá. Muốn xuống bảo vui cơ, chị không thể bảo ra về với sự ấm ức chị cơ. Ôi chị ơi, đâu rồi, ở đâu rồi, bảo đâu? Không, chị muốn đứng đây với em này, thứ nhất là bảo. Rồi rồi, bao nhiêu tuổi? Mày xong rồi. Sau chặng đường 15 năm ca hát đầy thành công, tháng 9 này, Hoàng Thùy Linh sẽ chính thức có một concert cho riêng mình được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước thềm concert diễn ra, nữ ca sĩ đã có buổi gặp gỡ với truyền thông, chia sẻ về buổi concert cũng như trả lời nhiều câu hỏi từ phóng viên về những vấn đề xoay quanh đêm nhạc đáng mong chờ. Tại sự kiện, Hoàng Thùy Linh gây ấn tượng khi cô tự mình làm MC cho chương trình. Nữ ca sĩ đã rất xúc động gửi lời chào đến tất cả khán giả và giới báo chí đã đồng hành cùng cô trong thời gian qua. Tuy nhiên, spotlight của sự kiện dồn hết vào 2 câu hỏi dành cho Hoàng Thùy Linh, đó là về khả năng hát live của cô tại concert và việc Hồ Hoài Anh góp mặt trong concert của nữ ca sĩ với vai trò gì. Điều khiến Giang Cư Mẫn phải bàn tán rất nhiều, đó là khả năng trả lời phỏng vấn có hơi rông dài của Hoàng Thùy Linh. Mỗi câu trả lời của nữ ca sĩ đều vòng đi rất xa, thậm chí cảm giác như cô đang viết nguyên bài tập làm văn gửi cô giáo. Khi trả lời câu hỏi về khả năng hát live, Hoàng Thùy Linh bê nguyên câu chuyện dưới mưa để khẳng định rằng bản thân hát được. Nữ ca sĩ còn văn vở hơn khi mời tiền nhân ra để làm ví dụ. Nói dài thành nói dại, Hoàng Thùy Linh đã chứng minh câu nói này chẳng sai khi cô trả lời về vấn đề xoay quanh nghệ sĩ Hồ Hoài Anh. Phía phóng viên chỉ đặt duy nhất một câu hỏi, đó là Hồ Hoài Anh giữ vai trò gì trong concert. Nếu nữ ca sĩ chỉ ngắn gọn một câu về vai trò của nam nhạc sĩ là xong. Đằng này lại xử lý rất cồng kềnh, khiến những ai đã quên lùm xùm năm xưa, nay bỗng nhớ lại thì ra Hồ Hoài Anh từng dính ồn ào. Tại buổi gặp gỡ, Hoàng Thùy Linh quả thật cho thấy sự chân thành của bản thân khi trả lời hết những câu hỏi được đặt ra. Tuy nhiên, cách cô trả lời văn vở, dài dòng, lại thêm những hành động có hơi hổ báo quá làm các phóng viên ở hiện trường đôi lúc phải rén ngang. Nữ ca sĩ lên tận khán đài để tìm người đặt câu hỏi cho mình, lại có lúc như đang dằn mặt người ta. Nói thẳng ra thì cảm giác chủ nhân bản hit si tình có hơi trợ búa. Nhìn chung, sự kiện này của Hoàng Thùy Linh sau cùng cũng diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng ấn tượng mà cô nàng để lại không được tốt. Hy vọng trong concert, Hoàng Thùy Linh sẽ có màn thể hiện hoàn hảo hơn và chứng minh được khả năng hát live tốt như câu chuyện dưới mưa mà chị kể.